Kính Lực xin kính chào quý vị khán giả. Em muốn nói với anh rằng là anh hãy nắm tay em, đưa em đi đến những nơi nào chỉ có mình baby. Làm không có lương mà tốn tiền kem nữa, mệt quá rồi. Sáng bây giờ lăng xăng lăng xăng. Có bao nhiêu sầu lo hay lo, hãy để tan vào không gian đêm nay. Hãy cho em nhận lấy yêu thương mình đã rơi. Cảm giác mà quay cái MV cho ca sĩ Kim Thiên Hương, nói chung tới giờ này bây giờ là gần 2 giờ sáng, mệt nhưng mà rất là vui. Có bao nhiêu sầu lo hay lo, hãy để tan vào không gian đêm nay. Vui vì được gặp anh em rồi được làm việc với một cái ekip rất là chuyên nghiệp, và đặc biệt là những cái bài hát trong MV này hoàn toàn là những bài hát mới. Người không lưu luyến cũng bởi vì tình yêu giờ đã chẳng còn rồi, người quên đi hết những giấc mơ ngày xưa. Người hứa cuộc đời không dễ đến với nhau được đâu, đừng gieo thêm bao sầu, đừng khiến cho người mình tình yêu phải đau. Cuộc đời không dễ. Hy vọng quý vị khán giả sẽ đón xem và ủng hộ nhiệt tình, nhớ like và subscribe liên tục nha quý vị khán giả. Xin chào. Đừng khiến cho người mình tình yêu phải đau.